Chào mừng các anh chị trong câu lạc bộ trí tuệ tố. Chào mừng các anh chị đang xem livestream này. Chào mừng chúng ta quay trở lại với chuỗi livestream một công thức bí kíp thu hút tiền bạc, cải thiện sức khỏe và mối quan hệ. Thư, người đồng hành cùng các anh chị trong chuỗi livestream này, Thư xin được tự giới thiệu. Thư, họ tên đầy đủ là Phạm Nữ Minh Thư, là thành viên của câu lạc bộ trí tuệ tố. Chúng ta cùng một đợi một vài phút để các anh chị kịp vào tham dự với chúng ta, các anh chị ha. Các anh chị hãy tag những người bạn thân yêu của mình, gia đình thân yêu của mình, những người thân quen mà các anh chị biết là họ mong muốn và khao khát tìm thấy con đường thành công và giàu có, hay chỉ đơn giản là muốn thay đổi một điều gì đó trong cuộc sống của mình, thì anh chị hãy tag họ ngay vào phần comment của livestream này các anh chị nha. Tôi cũng xin được vài phút để tag những người bạn thân yêu của mình, gia đình thân yêu của mình vào trong phần comment của livestream này các anh chị. Và từ sáng đến giờ thì các anh chị chúng ta có thành công gì không ạ? Chúng ta có thể comment lên phim chat để tôi cùng ăn mừng với các anh chị chúng ta ha. Để chúng ta liên tục nuôi dưỡng cái con người thành công, cái hạt giống thành công ở bên trong mình mỗi ngày các anh chị nha. Rồi, vô cùng tuyệt vời luôn các anh chị ơi. Rồi. Bây giờ trước khi bắt đầu thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hành một cái thói quen của người thành công, đó là ra quyết định các anh chị Hạ Thư, và các anh chị chúng ta sẽ nhắm mắt lại và nghĩ về cái kết quả chúng ta mong muốn khi mà chúng ta tham gia cái buổi chia sẻ này, được không ạ? Rồi chúng ta cùng nhau thực hiện. Rồi chúng ta quay trở lại với vị trí ngồi của mình các anh chị ha. Các anh chị chúng ta bật camera lên nha.
Thì hôm qua chúng ta đã cùng nhau, hôm qua thư có gửi đến kênh chị chúng ta một cái câu hỏi đúng không? Cái buổi livestream vừa rồi thì thư có gửi đến chị một cái câu hỏi là vì sao có rất là nhiều anh chị nói với câu hỏi là chị cũng chết rồi nhưng mà sao chị chưa thấy kết quả gì hết. Thế nằm ở cái vế số 2, cái vế trao giá trị cho cộng đồng, các anh chị hai rất là nhiều anh chị thấy mình chết, chết rất là nhiều, chết đáy chết để luôn. Chết dữ. Và như anh chị là nhưng mà chúng ta chép dữ quá nhưng mà mình không có nói ra các anh chị thì làm cho mình bị mất năng lượng bởi vì mình bị ngợp kiến thức đó các anh chị ha. Nên là anh chị nào mà đang đi qua cái giai đoạn đó thì thư chỉ cho các anh chị là chúng ta làm sao ạ. Chúng ta phải bắt đầu nói ra, chia sẻ bằng cách là chúng ta học cái cách mà chúng ta trao giá trị ra thị trường như thế nào. Và các anh chị phải học cái cách khai phá cái con người ở bên trong bởi vì anh chị chúng ta chép nó mới là lý thuyết thôi, nó chưa phải là ứng dụng thực tế. À đúng không ạ? Đúng là chép và chia sẻ thì đặc biệt các anh chị nha, là anh chị nào mà các anh chị chúng ta phải vào tham gia nhóm rèn luyện để chúng ta nhận được được tham gia cái quy trình khai phá cái con người ở bên trong của mình thì các anh chị chúng ta mới có cái niềm tin rằng những gì mình chép ở trong thời gian qua là mình được trải nghiệm trên chính cái cơ thể của mình. Và một cái điều mà anh chị biết không, một cái quy trình á ở trong câu lạc bộ mà thực hiện á, thì nó bằng tới 5 lần, giống như là 5 lần anh chị chép livestream rồi đó, 5 bộ livestream anh chị tiếp luôn á, làm một cái quy trình thôi trong vòng có thể là 60 phút, 45 phút hay là 15 phút và làm xong cái quy trình đó là anh chị sẽ ngộ ra được liền ngay luôn và mình bứt phá nhanh hơn anh chị. Chép nhiều nhưng mà đó chỉ mới là lý thuyết thôi, anh chị chưa ứng dụng nên là anh chị vẫn còn lơ mơ anh chị ha. Đó anh vẫn còn lơ mơ, vẫn chưa phân biệt được là tiềm thức, ý thức rồi cách giao tiếp thôi miên rồi các bí kíp đó thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà khi các anh chị chúng ta làm được cái quy trình đó là các anh chị sẽ hiểu ngay, là bởi vì trong cái quy trình chúng ta có cái bài học sau quy trình và rút ngắn các bước rồi mình ứng dụng như thế nào. Bao nhiêu trong số các anh chị chúng ta mong muốn là thành công càng sớm càng tốt rồi ạ? Mình mong muốn là mình làm kinh doanh thành công khi tuổi đời còn rất là trẻ. Đó, có nhiều anh chị là ngoài 30, 40 rồi. Ngoài 40 vẫn có thể thành công các anh chị nha. À, thì các anh chị cần phải gì ạ? Khai phá được cái con người ở bên trong của mình. Khai phá nó, tận dụng nó, anh chị sử dụng nó. Vậy thì sau cái bước về tư duy rồi chúng ta học, hãy học cái cách bắt đầu anh chị nha, làm livestream cái phần mà chúng ta đã chép đó, làm livestream cái bộ đó luôn, livestream trên các nền tảng mạng xã hội anh chị ha, Vở Bò nè, Facebook của mình đó các anh chị ha. Rồi nếu như mà các anh chị đã học về marketing rồi, ở trong nhóm rèn luyện rồi thì anh chị chúng ta sẽ xây những cái kênh mạng xã hội anh chị, fanpage nè, YouTube, TikTok đó. Đây là bài tập này cho anh chị ha, để mình vượt qua cái thử thách, mình vượt lên cái giới hạn của mình vượt qua được thì rất là tuyệt vời các anh chị ha. Coi như là mình hiểu luật rồi, mình làm đúng luật thì mình mới có kết quả như mong muốn anh chị. Còn bây giờ mình hiểu luật mà mình không làm nữa thì là chịu anh chị luôn á. Anh chị phải livestream, cái anh chị bắt đầu livestream lại ở trên những cái nền tảng mạng xã hội của mình. Nếu mà anh chị có các cái kênh rồi thì mình livestream ở đó, mình trao giá trị cho cộng đồng anh chị. Đấy. Đây, câu lạc bộ đang chỉ cho chúng ta công thức thành công nè. Anh chị cứ bảo là chỉ có anh chị huấn luyện viên, các anh chị huấn luyện viên ơi, câu lạc bộ Trí Tuệ Tú ơi, chỉ cho chị cái công thức thành công đi, cái lời khuyên chỉ cho chị cái bí kíp thành công. Thì đây, Thư đang chia sẻ với các anh chị này là các anh chị học trong các buổi chia sẻ câu lạc bộ nghiêm túc, ghi chép livestream, sau đó anh chị làm livestream, livestream lại cho những cái người mà họ đang muốn thay đổi cuộc sống của họ. Có rất là nhiều người họ đang mong muốn thay đổi cuộc sống của họ mà nhưng mà mình không xuất hiện nên là họ không có biết. Nếu như anh chị mong muốn là cầm tay chỉ việc á thì anh chị mong muốn được cầm tay chỉ việc thì anh chị phải vào nhóm rèn luyện được không ạ? Thì các anh chị huấn luyện viên thì huấn luyện viên Thanh Tú, huấn luyện viên Công Minh, huấn luyện viên Bảo Châu, huấn luyện viên Ngân Anh, huấn luyện viên Văn Thông đúng không, sẽ
chia sẻ cho các anh chị cái cách, và khi mà các anh chị đã học được rồi thì anh chị phải bắt tay vào làm ngay nha, tay vào hành động ngay nha, chứ đừng có để cho nó, đừng có để nó ở đó, được không ạ? Nhóm rèn luyện á thì thôi các anh chị là nhóm rèn luyện của câu lạc bộ trí tuệ thì không phải là dành cho tất cả mọi người, mà chỉ dành cho những anh chị nào thật sự khao khát thôi. Những anh chị nào khao khát thì chúng ta có thể hỏi cái người bạn trong câu lạc, người bạn mà hướng dẫn mình, người bạn đang đồng hành với mình để mình biết làm như thế nào để mình tham gia, được không ạ? Rồi, và cái nhóm rèn luyện thôi thì các anh chị ơi, nhóm rèn luyện của câu lạc bộ là không phải dành cho tất cả mọi người đâu, mà chỉ dành cho những anh chị nào mà khao khát thành công thôi, được không ạ? Nên là anh chị chúng ta phải làm ngay, hành động ngay, khi mà đã có chiến lược rồi là phải làm ngay. Đây là thực tế nè các anh chị, nhớ nhưng mà anh chị hỏi là làm thế nào để trao giá trị cho cộng đồng được, thì các anh chị thấy thực tế không, chứ có nói về lý thuyết không? Các anh chị chúng ta vừa có thể là vừa làm việc với công việc hiện tại của mình, vừa gì ạ, vừa ghi chép livestream, vừa học nhân, vừa chia sẻ lại, thì bao nhiêu trong số anh chị chúng ta nắm được không? Và đặc biệt nha, khi mà các anh chị chúng ta tham gia vào nhóm rèn luyện á, thì các anh chị sẽ được học cái chiến lược để mình đưa cái giá trị của mình ra bên ngoài, đến cho nhiều người biết hơn. Như anh chị nói như vậy nè, chị á, là chị thích trao giá trị cho cộng đồng lắm. Chị là chị không hết, nhưng mà chị không thích livestream. Chị là chị thích trao giá trị cho cộng đồng lắm, nhưng mà chị lại không thích làm video, video marketing. Các anh chị, tại vì chị sợ mình nổi tiếng, sợ xuất hiện trên các nền tảng rồi á, là nổi tiếng này kia. Dạ, thưa các anh chị ha, dạ vâng, không phải là chị có thể không phải là không thích đâu, mà là do chị chưa thích thôi. Nếu như anh chị bảo là anh chị mong muốn trao với chị cho cộng đồng, nhưng anh chị lại bảo là chị chỉ thích đi chia sẻ thôi, đi chia sẻ cái sản phẩm dịch vụ thôi, chứ chị không thích là trao giá trị cho cộng đồng đâu, thì anh chị thấy là nó có bị ngược không? Bị ngược không ạ? Anh chị bảo là mong muốn trao giá trị cho cộng đồng thì bảo thì câu lạc bộ chia sẻ cho anh chị làm livestream đi, thì anh chị không chịu, chỉ thích đi trao giá trị cho từng người thôi. Thì nó giống như là các anh chị có một cái giá trị rất là tuyệt vời, các anh chị có mong muốn là nhiều người biết đến nó không? Ví dụ anh chị có một cái giá trị tuyệt vời, anh chị có mong muốn được mang nó đến trao cho nhiều người không ạ? Bởi vì anh chị thấy nó hiệu quả quá, cái giá trị này nó tuyệt vời quá, rồi anh chị có muốn là mọi người chỉ ở Việt Nam không? Chỉ có ở người ở Việt Nam biết hay không, hay là anh chị mong muốn là cả thế giới cũng biết được cái điều này? Nếu mà anh chị chỉ nói bằng miệng thôi, nghĩa là mình giới thiệu cho một người hai người thôi, thì anh chị sẽ không không thể nào mà giúp được nhiều người đâu, anh chị không bao giờ giúp được nhiều người hết. Nhưng mà nếu mà anh chị nói, nếu như mà trong 1 giờ chúng ta nói chuyện với một người thôi, thì trong anh chị thì anh chị chỉ giúp được một người, nhưng mà nếu như mà chúng ta mong muốn được giúp được nhiều người, một cộng đồng lớn, thì trong một thời gian và trong một thời gian thật là nhanh, thật là ngắn, thì các anh chị phải biết tận dụng mạng xã hội, cái phần tư duy đằng sau á này, đúng không? Chúng ta đang nói về anh chị còn nhớ không, cái quy luật cân bằng nó có hai vế, sau thu nhập của bạn thì sẽ bằng với tư duy gốc rễ của bạn cộng với giá trị bạn trao cho cộng đồng, đúng không? Bây giờ cái phần tư duy mình là ok rồi, nhưng mà cái phần trao giá trị nè mà mình không làm, hai cái này nó phải phát triển song song. Những ngày trước tôi đã chia sẻ với anh chị rồi, thì cái thu nhập của mình nó mới tự động nó tăng, nó phát triển theo. Bây giờ hai cái phần này á cộng lại thì nó sẽ bằng là những gì chúng ta nhận được trong cuộc sống của mình. Nó thu nhập chính con số 10, con số tài sản lớn, những cái chuyến du lịch vòng quanh thế giới, rồi của cả vật chất vô hạn đâu mà. Nên là không, mà không ai sinh ra là giỏi công nghệ đâu anh chị ha, tất cả là đều cần sự rèn luyện. Quan trọng là ta có cái lý do, nên nếu mà anh chị chúng ta mong muốn là cái phần về cộng đồng trao giá trị mình tăng lên, tại vì khi anh chị tham gia vào câu lạc bộ, tư duy của anh chị là tăng cực kỳ nhanh luôn, bởi vì chúng ta học liên tục mà, livestream anh chị đắm mình, chép livestream liên tục, rồi anh chị đắm mình trong kiến thức, trong tư duy liên tục, thì nó sẽ tăng lên rất là nhanh, nó sẽ tăng cực kỳ nhanh anh chị. Nhưng
nếu cái vé mà trao giá trị cho cộng đồng anh chị không tăng được thì tiền của anh chị kiếm nó sẽ chỉ nhỏ giọt thôi. À, thưa ví dụ đây là cái tư duy đúng không các anh chị, nó tăng rất là nhanh luôn đúng không, tư duy của anh chị tăng rất là nhanh luôn, nhưng mà cái chỗ trao giá trị cộng đồng đó, thì nó lại nó đi ngang 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 thôi chứ nó không có tăng lên được đúng không, tại tăng tư duy nó tăng rất là nhanh, tại vì ngày nào mình cũng cũng có nhiều cái buổi chia sẻ, buổi Zoom cùng câu lạc bộ đúng không, sáng tối đó, và nhóm rèn luyện nó học cả tuần luôn. Livestream thì cũng vậy luôn, cũng chép thường xuyên xuyên tuần luôn, xuyên ngày luôn đúng không ạ, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà cái phần trao giá trị của chúng ta thì nó chưa có khớp lên, nó không có phát triển bằng cái phần tư duy các anh chị. À, và thậm chí là nó từ từ, nó chỉ nghe 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 ngon, thành ra là sao các anh chị, thì cái thu nhập của anh chị á nó sẽ như thế nào? Hai cái vé này á, nếu mà nó hai cái vé này nếu mà nó không tăng liên tục nha, thì cái thu nhập của mình nó chỉ ở cái mức đó, nó có phát triển một chút thôi anh chị, tức là kiếm được tiền, chúng ta kiếm được tiền nhưng mà nó cứ nhỏ giọt thôi, 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu đó, cứ anh chị cứ chỉ có ở mức 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu thôi, vòng vòng với chỗ này thôi đó, thì bao nhiêu trong số anh chị hiểu chỗ này, nên là hai cái này mình phải tăng song song, hai cái này phải tăng song song, cái này lên cái này cũng phải lên thì cái thu nhập mình nó mới tăng song song được. Nhiều anh chị nói là chị chép, chị không chép livestream, chị không làm video đâu, chị không làm, chị sợ nổi tiếng lắm, chị không làm livestream không làm video đâu, sợ chị sợ nổi tiếng, vậy thì kiếm tiền mình sẽ kiếm tiền nhỏ giọt thôi, anh chị có chịu không, chứ tư duy mình tăng liên tục như thế mà trong khi kiến thức tư duy giá trị quá trời luôn, nhưng mà anh chị không tăng, không trao nó ra cho cộng đồng, không thỏa mãn đúng cái quy trình thì sao mà thu nhập anh chị nó tăng lên đột phá được, nên là anh chị chúng ta phải biết tận dụng mạng xã hội nha. Chứ mà bây giờ nếu anh chị chia sẻ cho giá trị một một đó thì ok các anh chị ha thì cũng được, nhưng nó là nó được vài người thôi, hay là trong những cái mối quan hệ mà anh chị đang có thôi, người người thân, người nhà, bạn bè thôi là hết rồi. Nhưng với mạng xã hội bây giờ, một ví dụ anh chị thấy là Miss Thanh Tú của chúng ta đi, một cái buổi chia sẻ cho giá trị cộng đồng như vậy đó, là một cái buổi như vậy gần 2.000 người tham gia đúng không, và không chỉ như vậy Miss Thanh Tú còn đồng thời phát trên nhiều cái nền tảng, thì những cái nền tảng người ta cũng tham gia thông qua cái nền tảng đó, người ta xem, người ta không vào được trong cái buổi phòng Zoom nhưng mà người ta xem trên cái nền tảng đó là họ cũng đang nhận giá trị của Miss Thanh Tú các anh chị không ạ. Đó thì trong một buổi chia sẻ như vậy thì Miss Thanh Tú là chia sẻ cho các anh chị là hàng nghìn người rồi, đang trao đi giá trị cho hàng, là trao giá trị cho hàng nghìn người và họ đón nhận được giá trị của Miss Thanh Tú, nhưng mà đâu có dừng lại ở đó đâu các anh chị, qua ngày hôm sau thì cái video đó nó vẫn được lưu lại ở trên những cái nền tảng đó và nó vẫn tiếp tục được phân phát đến những cái người xem các anh chị, mặc dù là không chạy quảng cáo, và khi các anh chị khi chúng ta có giá trị rồi ở trên những cái nền tảng đó thì tự những cái nền tảng đó họ sẽ phân bổ cho mình cái lượt xem, cái lượt tương tác anh chị, cái lượt mà tiếp xúc tiếp cận, cái lượt tiếp cận thì sẽ tăng lên các anh chị, và thậm chí là có nhiều anh chị á, biết đến huấn luyện viên Thanh Tú là xem video thôi các anh chị ha, xem video mà những cái video cũng khá là cũ, 1-2 năm trước cũng có nữa các anh chị đó, chứ không phải là những cái video mới mới bây giờ hay là cái video hiện tại đâu, tại vì nó vẫn những cái video nó vẫn được lưu ở trên những cái nền tảng đó các anh chị ha, nó có mất đi đâu đâu đó. Bây giờ thì ví dụ các anh chị trao giá trị thì chúng ta trao kiến thức cho một người đi thì xong cái cuộc nói chuyện đó thì chúng cũng đâu có gì lưu lại được đâu đúng không ạ? Tại cái cuộc nói chuyện với cái người này mà sao đâu có thể bê xong mà copy sang cho cái người khác nghe được, đâu thể nào. Mình đang nói với người A về cái vấn đề này nhưng mà tự nhiên cái mình bê sang mình đưa cho người B y chang đọc phun như vậy đâu. Đúng không? Hay là mình bê cái video này mình nói chị cái người B là chị xem cái video này đi, em giải quyết cho chị A như thế này nè. Đâu được đâu. Nhưng mà có phải cái kiến thức mà câu lạc bộ chia sẻ đó là các anh chị thì bất cứ ai cũng xem được không, bởi vì
Đây, cái Thư đang chia sẻ của bộ công thức câu lạc bộ này. Đúng không ạ? Các anh chị giống như là anh chị đứng trước hội trường hay là trong các huấn luyện viên đi, khi mà trong cái phòng gym của câu lạc bộ đó là cũng tương tự như cái việc là đang đứng trước hội trường một mình người vậy các anh chị. Vì đây và đây là những cái kiến thức chung, không phải là cá nhân hóa một cái trường hợp nào hết, các anh chị hiểu không ạ? Nên là tại sao những cái video của các huấn luyện viên đó được rất là nhiều người xem các anh chị, 40 mấy ngàn người xem, 70 mấy ngàn người xem, rồi những cái livestream của Bích Thanh Tú ở trên những cái nền tảng xã hội, mạng xã hội, còn trên nhiều nền tảng nữa các anh chị. Thì các anh chị chúng ta thấy cái tuyệt vời không? Thì các anh chị chúng ta có mong muốn chạm đến hàng trăm người, thậm chí là hàng triệu người biết đến cái giá trị của anh chị không? Chỉ trong 1 giờ hay là 2 giờ thôi. Còn bây giờ 1 giờ hay 2 giờ anh chị nói chuyện với một người á, thì coi như là xong rồi. 1 giờ 2 giờ nói chuyện với 3 4 người thôi thì cũng coi như là cũng có giá trị, đúng không? Nhưng mà nhiều khi hôm nào mà chúng ta nghỉ ngơi một cái là không có trao nữa. Hôm nào chúng ta muốn nghỉ ngơi, chúng ta không nói chuyện, chúng ta không trao giá trị là coi như là tịt luôn, đúng không? Là tư duy vẫn tăng. Cho nên đó là lý do vì sao mà dù tư duy chúng ta vẫn tăng nhưng mà sao cái thu nhập nó cứ lẹt, nó cũng chỉ ở tầm 10, 20, 30 thôi. Đó các anh chị. Nên là chúng ta phải tận dụng nha các anh chị, tận dụng mạng xã hội các anh chị ơi. Đây là mỏ vàng đó các anh chị, mỏ vàng cho chúng ta đó các anh chị nha, đúng không? Mạng xã hội rất là tuyệt vời các anh chị, chúng ta phải tận dụng chứ những anh chị. Chúng ta phải học về chiến lược marketing trong nhóm rèn luyện, học cách làm video, rồi xây kênh YouTube nè, xây các kênh mạng xã hội nè, TikTok fanpage nè, đúng không? Lúc mà các anh chị livestream á, anh chị đăng ở trên những tất cả cái nền tảng luôn, thì anh chị thấy nó thông minh không? Đó, nó không ngoan đâu mà biết. Đó, cho nên là chúng ta cũng hãy biết ơn vì được sinh ra trong cái thời kỳ này các anh chị ha. Rất là nhiều nguồn lực, nhiều cái điều kiện tuyệt vời để chúng ta trở nên giàu có luôn. Thì cái thời kỳ này mà mình không giàu được á, thì là lỗi của mình rồi các anh chị nha. Thời kỳ trước á, thì Internet chưa có về Việt Nam đúng không? Thì đâu có làm sao mà mình tiếp cận được những cái điều này, làm sao mình có thể ngồi ở một nơi mà chia sẻ cho hàng nghìn người được, đúng không? Đâu có xài được đâu. Lúc thời điểm đó mà có muốn thì cũng không tận dụng được. Các anh chị. Đó, nhưng mà không sao các anh chị ha, thì từ mỗi một thời kỳ thì sẽ có một cái xu hướng khác nhau và chúng ta phải làm quen, chúng ta phải nương theo cái sự phát triển đó thôi các anh chị nha. Thì ở độ tuổi nào thì dù là các anh chị cô chú ở thời kỳ trước chưa có những cái điều kiện như thế này nhưng mà cũng vẫn có rất là nhiều người người ta thành công được ở trong cái thời kỳ đó các anh chị ha. Và ở đây thì cái độ tuổi nó bây giờ đối với cái thời kỳ này thì cái độ tuổi không quan trọng nữa các anh chị ha. Với cái sự nhiệt huyết của từng cá nhân các anh chị ha, kể cả 60 tuổi thì vẫn làm được anh chị. Thật sự có những anh chị rất là có những cô chú còn rất là khỏe, 60, 70 vẫn làm việc bình thường, vẫn minh mẫn, vẫn năng động các anh chị ha. Anh chị biết một cái ví dụ là mẹ của tỷ phú Elon Musk đúng không? 70 mấy tuổi rồi là một siêu mẫu anh chị, là mẹ, bà mẹ của nhiều ba đứa con rất là như là trong top tỷ phú các anh chị ha. Thì ba người con đều là tỷ phú đó. Và mẹ của và cái bà này Major Musk hay sao thôi nhớ là vậy, thì là cái bác này là có một cái cộng đồng cực kỳ lớn luôn các anh chị ha. Bác kinh doanh cái gì, ra một cái sản phẩm gì đó là cháy hàng luôn, mà lớn tuổi rồi nhưng người ta vẫn làm marketing các anh chị ha, vẫn tổ chức những cái buổi gặp gỡ fan offline rất là bình thường các anh chị ha, rồi thậm chí là trên các nền tảng cũng livestream chia sẻ về cái cuộc sống của mình đó. 60 tuổi anh chị, bác này 60 tuổi đó, thì làm chúng ta làm được hết anh chị ha. Quan trọng là chúng ta đừng có giới hạn cái tuổi của mình. Chúng ta học về sức mạnh tiềm thức rồi, tuổi nó không nói lên được cái điều gì đâu anh chị ha, nó chỉ nói được một điều thôi là chúng ta ngày càng thông thái hơn mà thôi. Các anh chị nha, rồi cho nên là hôm nay là một cái
chìa khóa nữa để cho các anh chị chúng ta hãy nhớ là chúng ta hãy tận dụng cái mạng xã hội. Bây giờ để mà các anh chị mong muốn là được cầm tay chỉ việc để mà mình xây những cái kênh marketing cho mình đó, thì các anh chị hãy một cái lời khuyên chân thành cho các anh chị, đó là hãy tham gia vào nhóm rèn luyện trong câu lạc bộ Chú Tèo Tú để được được cầm tay chỉ việc, được hướng dẫn từ A đến Z và cách thực hành các anh chị nha. Và trong câu lạc bộ thì sẽ hướng có một cái chiến lược marketing, đó là marketing không đồng các anh chị nha. Thì các anh chị để anh chị được biết những cái kiến thức này rồi được hỗ trợ thực hành và có người đồng hành của các anh chị, thì hãy cho phép mình tham gia vào nhóm rèn luyện của câu lạc bộ Chú Tèo Tú và hẹn gặp lại các anh chị chúng ta vào buổi chia sẻ cho giá trị cộng đồng của trong câu lạc bộ vào lúc 20 giờ tối nay. Anh chị nào buổi chia sẻ này là hoàn toàn miễn phí, các anh chị hay các anh chị nào mà chưa đăng ký tham gia thì hãy liên hệ với ngay với người bạn của mình để được hỗ trợ đăng ký tham gia. Còn những anh chị nào mà đã chưa có bạn thì sao hả, liên hệ ngay với Thư để Thư hỗ trợ giúp cho các anh chị được tham gia được không ạ? Rồi, Thư xin chúc cho các anh chị là có một buổi tối tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, đông đầy và đủ đầy các anh chị ha. Cho đến hết ngày luôn các anh chị. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại.